Hôm tuần tuần trước nữa chúng ta đã học phân đoạn Kinh Thánh ở trong đoạn 18 nói về tấm lòng hiếu khách, và chúng ta đã hiểu được cái tấm lòng hiếu khách mà Chúa đã đặt để ở trong đời sống của Abraham. Qua tấm lòng hiếu khách đó, Chúa đã ban thưởng lại cho Abraham những cái phước hạnh rất là lớn. Đó là chính Abraham đã được Chúa cho đứa con đó là Isaac. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần tiếp theo ở trong đoạn 18, từ câu số 17 cho đến câu số 20. Xin lỗi, câu 17 đến 19. Sáng thế ký đoạn 18, câu 17 cho đến câu 19. Ba câu Kinh Thánh. Xin hội thánh một lần nữa cùng đứng chúng ta đọc phần Kinh Thánh này. Anh chị em có Kinh Thánh thì chúng ta cùng mở ra chúng ta đọc. Từ câu 17 cho đến câu số 19. Xin chúng ta bắt đầu. Đức Giê-hô-va phán rằng: lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thành. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người được phước. Ta sẽ chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Chúng ta đọc lại câu số 19 một lần nữa. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va và làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Dạ, cảm ơn hội thánh. Xin mời thánh đồng ngồi. Chủ đề tôi chia sẻ với hội thánh buổi chiều hôm nay đó là vì sao Chúa chọn Abraham. Chúng ta biết một điều rằng nếu như chúng ta được biết rằng đấng tối cao mà là đấng chọn chúng ta thì còn một cái điều gì sung sướng bằng nữa, phải không ạ? Vì đó là một đặc ân mà tôi và anh chị em có được ở trong Chúa. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là gì, là chúng ta chỉ tin Chúa được cứu là đủ rồi. Nhưng không, Đức Chúa Trời có những kế hoạch lớn hơn cho tôi và anh chị em. Như vậy ở đây câu hỏi đặt ra là vì sao Đức Chúa Trời chọn Abraham? Chúng ta sẽ xem xét về những cái điều kiện để Chúa chọn Abraham. Nói về một phương diện thì chúng ta thấy đến đoạn 18 thì Abraham đã là một người bước đi theo Chúa khá là lâu rồi. Ít nhất là gì? 24 năm theo Chúa rồi, đúng không ạ? Ở đây có ai 24 năm theo Chúa không? Cô Úc là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu năm ạ? 2006 hay 2007? 2007. Hình như là Thấm là đầu tiên phải không? Khu vực này là Thấm là đầu tiên phải không? Dạ. Dạ. Như vậy thì mười mấy năm theo Chúa. Mười mấy năm theo Chúa. Vậy thì chúng ta có thể đã kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân chưa? Có thể lắm chúng ta nói rằng Abraham, vì có Abraham quá hoàn hảo thế nên Chúa mới chọn Abraham. Đức Chúa Trời chọn chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng Ngài chọn chúng ta vì ân điển của Ngài, chứ không phải Ngài chọn vì chúng ta hoàn hảo. Ngài nhìn thấy được lòng của tôi và chị em để Ngài chọn chúng ta. Và khi chọn như vậy, chúng ta được chọn trước khi chúng ta được trở nên hoàn thiện trước mặt Chúa. Và Ngài giao những trọng trách của Ngài cho tôi và anh chị em. Nếu đợi khi chúng ta hoàn hảo đủ để Chúa chọn thì chắc chắn rằng trong tôi và anh chị em không một ai có đủ khả năng để Chúa chọn hết. Đúng không ạ? Nếu rằng Chúa chọn tôi để tôi đủ khả năng để tôi có thể đứng đây giảng thì xin thưa, không có. Bởi vì tôi là một người nhút nhát, không có dám đứng để nói chuyện trước công chúng. Hoặc là nói rằng là gì? Là cái phẩm hạnh của tôi hoàn hảo cho nên Chúa chọn tôi. Thưa không, tôi không phải là một người hoàn hảo. Đây những sự thất bại trong cuộc sống, từ phẩm hạnh cho đến cái lối sống đầy dẫy những cái tội lỗi. Vừa rồi thì có một anh em nhắn cho tôi. Tôi thấy lâu rồi không có đi tham gia, đi thờ phượng Chúa, đi dự cái chương trình cầu nguyện đầu tháng của Tổng hội. Thì người này nói rằng là vì những cái việc làm và những cái đời sống thất bại của em cho nên
mọi người nhìn em với cặp mắt là em là một người thất bại, cho nên em không muốn đi kiêng ăn cầu nguyện hồi thánh, và em không muốn hầu việc Chúa nữa. Lý do đó có phải là lý do phải lẽ không ạ? Nhìn một góc độ thì lý do này là phải lẽ. Tại vì tôi có nhiều cái vi phạm và cái đời sống tôi là một cái gương xấu, cho nên rằng tôi không muốn để đi hầu việc Chúa nữa. Tôi chỉ làm công việc ở trong hội thánh địa phương thôi, tôi chỉ thăm viếng chăm sóc anh em thôi, làm có tiền dâng hiến là đủ rồi. Tôi mới gửi cho người anh em này một câu kinh thánh, một cái hình ảnh một nhân vật. Tôi nói David là một người phạm rất nhiều sai lầm. Anh chị em nhớ David đã phạm những tội lỗi nào? Tà dâm, có gì nữa? Giết người, có gì nữa? Tu bộ dân số theo ý mình, không theo ý Chúa. Vậy tội nặng không? Nhưng mà ở trong sách Công Vụ đoạn 13 câu số 22, Chúa nói là gì? Chúa chọn David vì David là người làm hài lòng Chúa, hay là làm vừa lòng Chúa. Và cũng là một con người đầy tội lỗi đó, nhưng mà Chúa lại chọn David và Chúa bỏ Saul đi, để Chúa dùng David trở thành một vua của Israel và triều đại ông kéo dài hơn 40 năm. Như vậy thì có phải Chúa chọn chúng ta bởi vì cái quá khứ của chúng ta tốt hay là xấu không? Nếu như nói rằng Ngài chọn chúng ta bởi vì quá khứ của chúng ta quá tốt hoặc là hoàn hảo, thì chúng ta đang hiểu sai về Chúa của chúng ta rồi. Cho nên hôm nay cái câu hỏi vì sao Chúa chọn Abraham sẽ giúp cho tôi và chị em có câu trả lời, hầu cho tôi và chị em dạn dĩ hơn nữa, bước đi hơn nữa, trung tín hơn nữa, đến gần Chúa và phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 cho đến câu 29. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 29. Chúng ta đọc cùng nhau ba câu kinh thánh này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 cho đến câu 29. Xin hội thánh bắt đầu. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những hèn hạ và khinh bỉ thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Chúa, Ngài có những tiêu chuẩn rất là lạ lùng, phải không? Ngài chọn yếu để làm hổ thẹn mạnh, Ngài chọn dại để làm hổ thẹn kẻ khôn. Mục đích chính cuối cùng là gì? Để không một ai khoe mình hết. Nếu như chọn mà về tài năng thì khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ nói là nhờ tài năng của tôi. Nếu chọn mà chúng ta là người có sức lực, chúng ta sẽ nói là gì? Nhờ sức lực của tôi. Nhưng nếu chúng ta không có một cái gì cả và Chúa chọn, Chúa sức dầu, Chúa ban ơn, thì tất cả những điều thành công đó chúng ta đều dâng lên cho Chúa và Ngài được vinh hiển. Nên trong cái phần kinh thánh này, để cho chúng ta cái tiêu chí của sự lựa chọn của Chúa. Nào bây giờ chúng ta xem vì sao Chúa chọn Abraham. Quá khứ của Abraham là gì? Xin chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 21. Chúng ta đọc chung. Tha-rê dẫn Abraham con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình, và Sarai và Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canđê, đặng qua xứ Canaan. Khi đến Canaan thì lập gia cư tại đó. Chúng ta thấy Chúa chọn Abraham khi Abraham ở đâu? Khi ông còn ở đâu ạ? Dạ, đoạn 11 câu 31 đó. Ông còn ở đâu? Dạ, ở tại xứ Ur. Nhưng mà ở trong một cái nơi gọi là gì? Charan. Cái từ Charan trong nguyên nghĩa có nghĩa là khô cằn hay là nóng cháy. Xin lỗi,
đốt cháy. Nó không phải là sốt sắng nha, nó không phải là sốt sắng, mà đó là khô cằn, nắng cháy. Đây là một cái chỗ dường như là không có một sự sống. Và chúng ta xem ở trong sách Giô-suê đoạn 24 câu số 2 thì chúng ta sẽ biết được là khi xưa Abraham, cái xứ Charan đó Abraham ở, đó là xứ nào. Giô-suê đoạn 24 câu 2, xin chúng ta đọc với nhau. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Như vậy quá khứ của Abraham là hầu việc ấy, các thần khác. Vậy thì quá khứ này tốt hay là xấu ạ? Xấu. Quá khứ của tôi và chị em tốt hay xấu? Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn những quá khứ của mình mà chúng ta không nhìn tấm lòng thương xót và ân huệ của Chúa thì chúng ta mãi mãi sẽ không làm được công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ gặm nhấm cái nỗi buồn của mình: Chúa ơi con buồn. Nếu mà mãi hát Chúa ơi con buồn mà chúng ta không nhìn thấy ân điển của Chúa thì sao? Chúng ta sẽ buồn luôn. Tôi nhớ ngày xưa tôi hay cầm cái đàn guitar lên và tôi hay đàn và hát, gọi là thì thầm những cái ca khúc mà quỷ mị, và cho rằng cái điều đó đó con bị phạt ngày hôm nay là xứng đáng lắm đó Chúa à. Tôi có một bài hát ngày xưa tôi hát, tôi cứ hát hoài cái bài đó: từ vực sâu tối tăm con kêu kêu cầu người thương trong đến. Chúa ơi lắng nghe lời con tìm nhang Chúa thiết tha này vàng. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu. Ôi nghe nó thảm lắm, bắt đầu nước mắt mình nó chảy, mình thấy mình đã rớt từ trên, mình rớt xuống tuốt ở dưới đáy sâu. Cái đó không phải là cái sự ca ngợi Chúa, mà mình đang làm gì? Mình tủi thân, mình trách cái phận của mình, mình tự ti và mình mặc cảm. Nhưng mà tại sao hàng nước mắt của tôi rơi? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là người đáng thương hại, chứ không phải tôi là người được thương xót. Và cái điều đó đi theo tôi suốt nhiều năm tháng anh chị. Cho đến khi một ngày kia tôi viết một bài hát, tôi viết cũng mang cái tinh thần đó luôn. Cái bài hát đó với tựa đề đó là cái gì, cái tựa tôi quên mất rồi. Tự nhiên tại vì lâu quá tôi không có hát cái bài này. Thì cái bài nó đại ý như vậy: con đang đi trong đường tâm tôi, lang thang con đi giữa bầy sói, Giêsu yêu thương con lạc lối, tình yêu phủ đầy. Lang thang con như chiên lạc lối, cái gì toàn là lạc lối rồi bầy sói rồi cái gì đó không, mà hát rồi nó mất rơi. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó đó Chúa sẽ thương tôi, nhưng anh chị em ơi không, điều đó tôi chỉ nhìn thấy được một cái góc độ yếu đuối của mình và sự thất bại của mình, và tôi gặm nhấm sự thất bại, chứ tôi không nhìn thấy ơn cứu độ tuyệt vời của Chúa dành cho tôi hoàn tất trên thập tự giá. Nếu Abraham nhìn lại quá khứ của mình thì Chúa sẽ không chọn Abraham đâu. Quá khứ của Abraham là người thờ hình tượng, tổ phụ Abraham bên kia sông là thờ hình tượng. Và khi Chúa gọi Abraham, Abraham đi ra. Và anh chị em đọc ở đoạn 12 thì thấy rằng Abraham có phải là một người hoàn hảo không? Ông lại tiếp tục nói dối, ông lại suối bậy vợ của mình và nói dối rằng là gì? Đây là anh của tôi. Và cái sự nói dối đó dẫn đến tình trạng Abraham được ban thưởng rất nhiều chiên bò lừa tôi trai tơ gại. Thậm chí cái sự nói dối của Abraham lại được phước từ Ai Cập.
cái sự thất bại liên tục. Rồi tiếp theo đó lại nghe lời vợ đến ăn ở cùng một cô nàng là Aga để sanh cho một đứa con gọi là Ismael. Như vậy chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh, cái quá khứ của Aram thì đi từ thất bại này đến thất bại khác. Nhưng qua đoạn 17, anh chị em còn nhớ cái câu 1, câu 2 chúng nói sao? Ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Chúa muốn Aram bước đi một cách mạnh mẽ hơn chứ không mãi sống ở trong đời sống yếu đuối đó. Suốt cả 10 năm, hơn 10 năm Chúa không có nói gì về Abraham cả. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 16, khi Abraham sanh Ismael cho Abraham thì Abraham được 86 tuổi. 86 tuổi cho đến năm ông 99 tuổi, 14 năm trời Chúa không nói gì về Abraham cả. Ở trong đoạn 17 câu 1, khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người. Sau 14 năm Chúa lặng yên Ngài với Abraham, Ngài không nói một điều gì với Abraham cả. Có thể lắm Chúa ẩn mặt với ông, và có thể lắm Chúa đang chờ Abraham để âm tiếp tục bước đi. Và tại nơi đây Chúa Ngài nói gì? Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Thật ra Abraham đâu phải là người trọn vẹn, nhưng mà Chúa muốn là gì? Abraham phải đi trước mặt ông, đi trước mặt Chúa là người trọn vẹn. Sự trọn vẹn của Abraham không phải là do đức tính của ông, nhưng sự trọn vẹn của ông là do đức tin của ông. Tôi sẽ lặp lại. Sự trọn vẹn của Abraham không phải là do đức tính của ông, nhưng sự trọn vẹn của Abraham là do đức tin của ông. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Sáng Thế Ký 15 câu số 6. Xin đọc. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Như vậy có phải là do phẩm hạnh của ông để ông được Chúa chọn không? Thưa không. Nhưng mà do đức tin của ông chứ không phải do đức tính của ông. Ngày hôm nay nếu Chúa chọn tôi và bà chị em thì không phải do đức tính của chúng ta đâu. Đừng nghĩ rằng chúng ta được chọn là vì chúng ta có đức tính tốt lành trước mặt Chúa. Đức tính tốt lành chỉ là một phần để Chúa giao cái trách nhiệm, cũng như là một cái lý do Chúa nhìn thấy sự cố gắng của chúng ta để rồi Chúa ban thưởng cho chúng ta mà thôi. Và Chúa chọn chúng ta để phục vụ Ngài. Cho nên đừng lầm tưởng rằng là gì? Tôi được chọn là do tài năng của tôi. Nhưng hãy nhớ rằng tôi được chọn là do đức tin của tôi. Tôi công chính là do đức tin của tôi. Và Chúa Ngài tin dùng và Ngài kêu gọi tôi để bước vào trong chức vụ để hầu về Đức Trời. Đó là nhờ ân sủng của Ngài dành cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời đã chọn ra Abraham từ khi ông còn là một tội nhân. Ngày nay Chúa chọn chúng ta, có phải chúng ta hoàn hảo không, hay là từ khi chúng ta vẫn là một tội nhân ạ? Kinh Thánh nói gì ạ? Ở trong sách Roma đoạn 5 câu số 8, ai còn nhớ câu Kinh Thánh này? Roma đoạn 5 câu 8. Rồi nếu có, nếu ai thuộc hoặc là có thì mở ra cùng đọc với nhau ạ. Roma đoạn 5 câu 8 sẽ bắt đầu. Nhưng Đức Chúa Trời có lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Alleluia. Như vậy Ngài chọn chúng ta thì chúng ta là một tội nhân, chúng ta chưa có một cái điều gì cả ở trong Ngài, chưa có một cái đức tính nào tốt lành ở trong Ngài. Nhưng mà Ngài chọn chúng ta bởi vì cớ Ngài yêu chúng ta và chúng ta tin Ngài, cho nên Ngài đã chọn chúng ta. Và Chúa muốn nhìn chúng ta ở trong một cái sự tiến bộ một cách tiệm tiến. Đừng dừng lại gặm nhấm ở những cái sự thất bại trong quá khứ. Và chúng ta nghĩ rằng mình than thở cái sự thất bại đó thì Chúa sẽ yêu mình hơn. Thưa không. Ngài nâng chúng ta lên, nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải đứng dậy ở trên chân của mình và có một cái tâm tình cầu tiến, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ chọn để dùng chúng ta ở một cấp độ cao hơn. Bây giờ chúng ta thấy ở đây Đức Giê-hô-va phán câu 17, Đức Giê-hô-va phán rằng: lẽ nào ta giống Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Ở phần trên thì Chúa Ngài thấy được dân Sodom và Gomorrah quá nhiều tội ác và Chúa muốn hủy diệt dân này. Nhưng mà trước khi hủy diệt dân này,
thì Chúa lại nói Chúa không muốn giấu về Abraham. Tại sao Abraham có liên đới đến Sodom Gomorrah? Ai còn nhớ, ai có thể tìm ra câu trả lời? Sodom Gomorrah có liên quan gì về Abraham không? Có thằng cháu ở đó, đúng như vậy. Thằng cháu này thằng cháu yêu thương hay là thằng cháu trời đánh à? Thằng cháu đi ra cùng với ông bác của mình, hai bàn tay trắng. Một thời gian thì bắt đầu tranh giành luôn, giành luôn của bác của mình, rồi chọn luôn cái điều tốt nhất, đó là Sodom Gomorrah. Và bây giờ Sodom Gomorrah gặp nạn, Chúa ngài muốn hủy diệt Sodom Gomorrah. Nhưng mà trước khi ngài thực hiện điều đó thì ngài lại nói ta sẽ giấu Abraham sao? Có những điều anh chị em biết, Chúa muốn thực hiện một cái việc gì đó, ngài cần chọn và tìm những người của Đức Chúa Trời để xem cái người này có tâm tình như thế nào để ngài sử dụng. Tôi ví dụ, để giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập, Chúa chọn ai? Môi-se. Để cứu dân thành Ninive, Chúa chọn ai? Jonah. Mặc dù Jonah là người làm một tiên tri, nhưng mà ông lại là một người rất là cá tính, và ông không muốn cứu dân thành Ninive này. Và ông đã nói là chỉ có thêm dân thành là dân mà chuyên về ăn hiếp dân Israel, cho nên là cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một. Đáng đời chưa? Giống như cơn bão Yagrangi vừa rồi, nhiều người lên nói đáng đời Hà Nội chưa? Đáng đời Quảng Ninh chưa? Đáng đời Hải Phòng chưa? Ủa, chúng ta không có một cái cảm xúc nào sao? Chúng ta có công cao đớn nào vì cớ rằng họ là những người cần được sự cứu rỗi không? Cho nên tôi thấy rất là nhiều người phải nói rằng kể cả những người hầu vị Chúa nữa, họ rất là lạnh lùng mà phán những cái câu như vậy. Đáng đời chưa? Ninive trước khi bị hủy diệt thì Chúa lại chọn Jonah để cảnh báo Ninive, để Ninive ăn năn. Và cuối cùng thì Ninive ăn năn thật sự, anh chị em. Mà ở đây chúng ta thấy là trước khi hủy diệt Sodom và Gomorrah, Chúa cũng cảnh báo và ngài chọn một người để hợp tác với ngài để hoàn thành sứ mạng của ngài ở trên đất, đó là lòng thương xót. Ngày hôm nay trong cựu ước, Chúa ngài có chọn chúng ta không? Ngài chọn chúng ta để cảnh báo cho một ai đó hay là một dân tộc nào đó không? Tôi tin rằng Chúa có chọn. Trong hành trình truyền giáo của Phao-lô, ông định đi qua cõi Bithyni, rồi ông định đi qua cõi A-si, nhưng mà thánh linh của Chúa ngăn trở, không được. Và ông trở về trong đêm đó, ông ngủ lại, và Chúa cho anh nhìn thấy một người Macedoan nói rằng hãy qua đây cứu giúp chúng tôi. Lập tức Phao-lô thức dậy và nói đi, Chúa định chúng ta phải qua Macedoan để cứu dân Macedoan. Không bao giờ là vô cớ. Nếu anh chị em có lòng với Chúa, chuyện không chạy. Tôi tưởng đâu bị động đất. Tôi tưởng ở đây mà bị động đất. Dạ. Yeah. Tới đâu rồi? Làm cái hơi giật mình. Tôi tin rằng là ngày hôm nay, khi mà chúng ta yêu mến Chúa, thì ngài cũng có thể dùng chúng ta để có thể nhắc nhở cho một ai đó, cảnh báo một ai đó, vì cớ ngài yêu chúng ta. Ngài yêu con người đó, và ngài muốn cho tôi và chị em được hợp tác với ngài để phục vụ ngài. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3. Cô-rinh-tô nhất chương 3. Chúng ta đọc cùng nhau câu 9. Câu số 9, Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9 xin bắt đầu. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng Đức Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Phao-lô khẳng diện vì ông nói là chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã gọi Phao-lô để làm công việc mà ngài sai khiến ông. Và ở đây ông bước đi với Chúa, bây giờ ông hãnh diện là gì? Tôi là bạn cùng làm việc với Chúa. Xin Chúa cho để tôi và chị em nắm bắt được, nhìn thấy được, hay là hiểu được tấm lòng của Đức Trời trên
dân tộc, cũng như là trên một người nào đó mà Chúa muốn đặt để chúng ta để cầu thay. Giả sử bây giờ nửa đêm chúng ta đang ngủ ngon, thiệt là ngon, Chúa đánh thức chúng ta dậy. Chúa kêu giờ cầu nguyện cho một người. Có anh chị em nào sẵn sàng ngồi dậy và cầu nguyện không? Có không ạ? Cảm tạ Chúa. Thật là tuyệt vời nếu anh chị em vâng phục cái sự cầu nguyện đó. Giống như vừa rồi anh chị em biết là nửa đêm cái đầu chó nó sủa, chó phía sau sủa, tôi ngủ hết được. Và khi ngủ không được thì làm gì, tôi ghét, tôi ép cái giấc ngủ của mình lại. Nhưng lúc đó thì nó lại sủa nữa, không cách nào ngủ hết. Thế là tôi phải thức dậy. Thức dậy, tôi hỏi Chúa ơi, giờ con thức dậy làm gì đây? Đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa. Và thế là tôi mở Kinh Thánh ra. Tôi tất nhiên là Kinh Thánh bằng cái app của điện thoại. Và tôi suy gẫm lời Chúa. Và tôi hỏi Chúa để Chúa ơi, sáng ngày thứ sáu này con sẽ chia sẻ điều gì cho hội thánh của Chúa đây. Và Chúa đã cho tôi cái sứ điệp để chia sẻ lời Chúa trong sáng thứ sáu vừa rồi. Cho nên có những lúc Chúa muốn chúng ta để lắng nghe Ngài hay là hợp tác với Ngài làm một việc gì đó, không bao giờ là thừa đâu anh chị em. Bởi vì Ngài muốn hợp tác, Ngài muốn tìm kiếm một người để cùng cộng tác với Ngài, để phục vụ Ngài. Chúng ta thấy ở đây Chúa lại tìm kiếm một người. Ở trong, chúng ta xem ở trong sách Jeremy đoạn 5. Jeremy đoạn 5 câu 1. Chúng ta cùng đọc. Hãy đi dạo các đường phố Jerusalem và nhìn xem, hãy dò hỏi, tìm kiếm nơi nào, nơi các chợ, thử có thấy một người chăng? Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành này. Chúa nói là hãy đi tìm ở trong các chợ để xem có thấy một người chăng. Chúa cần tìm một người để cùng với Ngài làm việc. Vậy thì người đó là ai? Người đó có thể là Abraham. Người đó là ai? Người đó có thể là Jeremy. Người đó là ai? Người đó có thể là Nguyễn Văn Huy. Người đó là ai? Người đó có thể là Nguyễn Văn Ngoan. Được không anh chị em? Có không ạ? Hay là chắc mấy cái người kia giỏi giỏi, còn tôi giỏi giỏi chú không tìm. Một cái sứ mạng mà Chúa muốn dùng, đôi khi Chúa dùng một người vô cùng đơn giản để có thể hoàn thành sứ mạng đó. Chúa dùng một Anania để đến và cầu nguyện cho một Phao-lô. Ông Anania từ chối, không được Chúa. Cái ông này hôm đó tìm cách để giết tín đồ. Bây giờ Chúa kêu con xuất hiện, chắc ông chém đầu con luôn, ông bắt con bỏ tù luôn. Nhưng mà Anania đã vâng phục và đi đến gặp Sao-lơ. Sau đó hỏi Sao-lơ, Chúa sai tôi đến đây để cầu nguyện cho anh được sáng mắt và cho anh được đầy thánh linh. Ngon lành chưa? Một ông môn đồ rất bình thường. Ông đó có thể là gì? Là Nguyễn Văn Lực. Đi hết nổi rồi. Nhưng mà ta dùng một Nguyễn Văn Lực này để cầu nguyện cho một Sao-lơ. Được không anh chị em? Anh chị em có nghĩ tin rằng có lúc mình, nhiều khi mình nghĩ là ôi con chắc con không có làm được cái gì cho Chúa. Nhưng mà nếu Chúa mà kêu mình ngồi dậy để cầu nguyện cho một ai đó, và có thể chúng ta cũng không biết cầu nguyện cái gì, hãy cầu nguyện trong thánh linh, cứ cầu nguyện trong thánh linh, cầu nguyện trong tiếng lạ cho đến khi chúng ta thấy bình an, rồi ngồi xuống hay là nằm xuống ngủ tiếp, hoàn thành công việc của Chúa giao phó. Tất cả chúng ta đều có cần trong vương quốc của Đức Chúa Trời hết. Amen anh chị em. Dạ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là Abraham được Chúa chọn, nhưng mà cái quá khứ của ông không phải là một người hoàn hảo, nhưng vì ông là người tin Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ xem đến những cái điều tích cực của Abraham, tức là tinh thần cầu tiến của ông. Ở trong câu số 18 cho đi, Abraham chắc sẽ trở nên một dân lớn. Ở đây Chúa tái lập lời hứa lên trên đời sống của ông và cường thành, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Câu 19 là cái câu mà Chúa ngày chọn ông. Câu 19: ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo của Đức Chúa Trời. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người. Abraham có mấy đứa con? Dạ, mấy đứa con chị em? Tới thời điểm này thì Abraham có mấy đứa con này? Mới có một phải không ạ? Isaac ra đời chưa? Chưa. Isaac chưa ra đời, chỉ có mới Ismael.
Nhưng câu này chính là cái câu tiên tri cho Abraham sau này ông trở thành một dân tộc lớn, để ông dạy các con cùng nội nhà của ông. Như vậy về con cái thì thời điểm này Abraham chỉ mới có Ismael và có lời hứa dành cho Isaac, có nghĩa là Isaac cũng có thể là được gì? Được hoài thai phải không ạ? Hay là được Chúa ngài đặt để trong lòng của bà Sarai rồi. Như vậy cái đặc điểm điều đầu tiên mà Chúa chọn Abraham đó là vì Abraham chọn, được chọn vì Abraham khiến các con, dạy các con cùng nội nhà của ông giữ theo đạo Chúa. Ông có một đời sống dạy dỗ, cho huấn luyện cho các con của mình đi theo đường lối của Chúa. Điều này tôi và chị em có thể làm được không? Được không ạ? Dạy các con cùng nội nhà của chúng ta đi theo đạo Chúa, được không anh chị em? Nhiều khi ngồi tâm tình, có thể không ngồi cùng một lúc cùng với các con của mình. Ở đây chúng có lúc tôi ngồi lại cùng ba đứa con của tôi, cùng ăn cơm với nhau, cùng uống cà phê, cùng nói chuyện với nhau. Nhưng cũng có lúc chúng tôi đi riêng như thế này. Thí dụ có lúc tôi đi với Minh Tiến, có lúc tôi đi với Minh Đạt, có lúc tôi đi riêng với lại Thiên Ái, và chúng tôi nói chuyện với các con một cách cá nhân. Bởi vì có những điều mà góp ý cho các con thì không thể góp ý tập thể được. Tại góp ý tập thể có thể các con mình sẽ bị xấu hổ, bị mặc cảm chăng? Cho nên tôi thường góp ý riêng để cho các con tôi biết được cái điểm này là con còn yếu, con cần khắc phục nó để con vươn lên. Và như vậy khiến cho nó không có bị mặc cảm, nó không có tự ái, nó không bị tổn thương. Nó nhận biết sự sai trật và nó sống đời sống tốt lành hơn. Cũng có những lúc dạy các con cùng nhau để chia sẻ với nhau, tâm tình với nhau. Và điều đó khiến cho tinh thần của các con mình nó được trỗi dậy. Abraham không chỉ có một đứa con ngoài Ismael, rồi sau đó là có Isaac. Nhưng chúng ta xem đoạn 25 thì coi Abraham có bao nhiêu đứa con. Chúng ta đọc, xin một người đọc giùm tôi câu 1 cho đến câu 4 ạ. Câu 1 đến câu 4. Abraham cười một người. Cưới. Abraham cười một người vợ khác. Cưới một người vợ khác. Mà. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Hai tội nha. Người dạ, tiếp tục. Đức Chan San Sê Ba và Đê Đan, con cháu của Đê Đan là họ Aturim, họ Lê Tu Chim và họ Lê Âm Nghiêm. Con trai của Mai An là Efa, Efe, Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Keturah. À, như vậy thì cho tới đây thì chúng ta thấy là Abraham thứ nhất là ông có một đứa con với lại bà Aga. Sau đó thì Chúa lại ban cho ông một đứa con là Isaac, đó là đứa con của lời hứa. Và sau khi bà Sarah qua đời thì chúng ta thấy là Abraham đã cưới thêm một người vợ nữa tên là Keturah, và người vợ này lại sanh cho Abraham rất là nhiều con, 6 đứa con. Như vậy thì Kinh Thánh nói gì? Abraham được Chúa chọn là vì Abraham dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Chúa Trời. Ông có trách nhiệm dạy cho các con của ông và ông có trách nhiệm dạy cho những người ở với ông. Những người ở với ông đó bao gồm bao nhiêu người? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 14. Sáng Thế Ký đoạn 14. Câu 14. Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện sanh đẻ nơi nhà người mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Như vậy ông có tất cả là 318 người làm. Ghê chưa? Hơn cả một công ty không? Mà ông không chỉ là tạo công ăn việc làm cho những người này, mà ông còn nuôi dạy họ nữa. Những người này được nuôi dạy theo đường lối của Chúa. Cái từ đạo đây trong nguyên nghĩa là đường, the way, đường của Chúa, đường lối của Chúa.
Ngày hôm nay tôi nói cho em, cho dẫu chúng ta cho con mình học thức cao cỡ nào, nhưng nếu không dạy cho con mình di sản đức tin là đạo của Chúa thì chúng ta đang thất bại chứ không thành công. Bởi cho dẫu con của anh chị em sau này làm cái gì đó, nó thu nhập bao nhiêu tiền một tháng không cần biết, nhưng nếu nó không kính sợ Chúa thì đó là một sự thất bại chứ không phải thành công. Vậy chúng ta cần phải đặt cái thứ tự ưu tiên là gì? Ở đây Chúa chọn Abraham vì Abraham có một thứ tự ưu tiên là dạy các con cùng nội nhà của ông giữ theo đạo của Chúa. Chúng ta cần phải xác định rằng chúng ta phải có trách nhiệm để dạy con mình theo đạo của Chúa. Dạy không chỉ là bằng lời nói, tất nhiên dạy là phải bằng lời nói, nhưng mà Chúa dạy chúng ta về phương cách dạy bằng cách nào đây? Chúng ta xem ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3. Timôthê nhất đoạn 3 câu số 4, nhưng mà chúng ta đọc từ câu số 2 luôn ạ. Câu 2 đến câu 5 luôn nha. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, tài trí xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng tham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ cho con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết quản trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Như vậy ở đây chúng ta thấy là Chúa kêu là gì? Chúng ta phải quản trị hay là cai trị nhà riêng mình bằng cách nào? Chúng ta khi nghe nói từ cai trị là chúng ta nghĩ đến cái quy quyền, đúng không ạ? Chỉ tay năm ngón, đúng không? Minh Đạt, con phải làm cái này. Tôi được phép ra lệnh cho con của tôi mà con tôi làm theo. Nhưng có một cách dạy hay hơn, đó là gì đây? Từ cai trị này trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp có ba cái nghĩa chính, hãy ghi nhận trong kinh thánh của mình. Thứ nhất là đứng đằng trước, thứ hai là chịu trách nhiệm, và thứ ba là làm gương. Đây là sự dạy dỗ tuyệt vời nhất, không có cách nào khác. Thầy giáo đứng lên trên bục giảng, dạng những kiến thức cho học trò. Có một năm tôi học lớp 10, từ lớp 10 đến lớp 12, thì có ông thầy dạy toán, ông này dạy giỏi lắm. Ông dạy không bao giờ ông cầm cái giáo án. Ông cầm có cục phấn duy nhất, với lại gói thuốc. bước vô cái mọi người đứng lên chào, nói, ngồi xuống đi, chào chim tụi bay, cần thiết gì đâu mà chào. Ngon lành chưa? Bắt đầu ông lên bảng, bắt đầu viết vậy. Tài hút thuốc phì va phì va phì va, hút thuốc phì va phì va, vừa hết điếu này là chăm điếu khác, vừa hết điếu này, trong một tiếng đồng hồ ông hút ít nhất là 4 điếu thuốc. Một tiết dạy của ông học hút ít nhất là 4 điếu thuốc. Đâu dạy chính quy luôn, dạy chính quy luôn. Tại ông là giáo viên giỏi cho nên là nhiều, đối với là hút thuốc thì chắc cũng không ai làm gì được ông. Chính tôi là người hỏi ông, thầy dạy rất là kinh, dạy về toán rất là hay, nhưng mà sao thầy hút thuốc nhiều quá vậy, thì đâu làm gương cho tụi em đâu thầy. Ông nói như vậy này, làm gương con mẹ gì mày, kiến thức tao truyền cho mày được rồi, khỏi cần làm gương, đừng nhìn đời sống tao, hãy học kiến thức của tao. Đó là thầy giáo có thể truyền kiến thức thôi, chúng ta không cần quan tâm cái đạo đức của ông, kệ ông gì đó, nhưng mà tôi học được kiến thức của ông là được rồi, được không? Chúng ta làm gì ông thầy giáo đấy, nhưng là một người hầu người Chúa, là một người con cái của Chúa, không chỉ là kiến thức, cũng không những là trách nhiệm, mà còn cái gì nữa? Làm gương, đó là một điều quan trọng nhất. Như Phaolô nói như thế nào? Hãy bắt chước tôi như là tôi bắt chước Đấng Christ. Bởi vì ông theo Chúa, ông học và ông làm gương. Ông nói hãy xem những người đi với chúng tôi này, họ siêng năng, họ không có làm biếng, họ làm lụng tay, họ có vật chi để giúp cho người thiếu thốn các kỳ ơn. Họ đi đến đâu là đem cái phước thành đến đó, đi đến đâu đem sự gây dựng đến đó, đi đến đâu để chỉ cho người ta những cái con đường phước hạnh hơn.
con đường tốt lành hơn. Cho nên là chị em ơi, chúng ta thấy ở đây dạy là một cái phương cách có thể bằng lời nói, nhưng mà trong Chúa thì không chỉ dạy bằng lời nói. Có những điều yếu đuối trong đời sống của tôi và chị em, nhưng mà không mãi chúng ta ngồi trong sự yếu đuối đó mãi anh chị em, mà chúng ta phải trỗi dậy. Amen. Chúng ta đừng ngồi đó, đừng ngồi đó mà cứ nói Chúa ơi con buồn nữa. Amen. Mà bắt đầu chúng ta sẽ trỗi dậy. Tạ ơn Chúa vì những lúc buồn này, con biết ơn Ngài bởi vì trong cái nỗi buồn này Chúa dạy cho con để con học những điều quý giá hơn. Amen anh chị em. Dạ. Xin Chúa ban ơn. Để rồi ở đây chúng ta thấy là gì? Abraham đã dạy các con cùng nội nhà ông để giữ theo đạo Đức Giê-hô-va. Cái điều thứ hai mà Chúa chọn Abraham ở đây nữa, đó là làm điều công bình và ngay thẳng. Nói về một phương diện đời sống chính trực, trong lòng tôi và chị em đều có một ước ao khao khát rằng mình trở thành một người chính trực ngay thẳng, đúng không ạ? Có bao giờ anh chị em chỉ muốn sống đời sống thất bại hay là đời sống làm gương xấu không? Không. Nhưng mà chúng ta có thất bại, nhưng mà không mãi ở trong sự thất bại đó. Nhưng mà ở đây gì? Là Abraham dạy cho các con cùng nội nhà ông giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm điều công bình và ngay thẳng. Đời dạy chúng ta nhiều cái mánh khóe lắm, nhưng mà Chúa thì dạy chúng ta những điều công bình và ngay thẳng. Khi một người bước đi trong sự công bình và ngay thẳng của Chúa thì người đó được hưởng cái gì? Trong mạch văn câu 8 thì nói sao? Thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Nếu những người Ngài đã hứa và chúng ta làm điều công bình và ngay thẳng trước mặt Chúa thì Chúa sẽ làm cho ứng nghiệm điều đó. Nhưng cái người mà đi trong đường công bình và ngay thẳng, người đó sẽ hưởng cái gì đây? Xin chúng ta cùng xem ở Châm Ngôn đoạn thứ 8. Chúng ta đọc cùng nhau từ câu số 17 cho đến câu số 21. Châm Ngôn đoạn 8, câu 17 cho đến câu 21. Chúng ta bắt đầu. Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đang làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Đây là lời hứa dành cho những người công bình và ngay thẳng. Họ được cái gì? Được giàu có, được tôn trọng, của cải bền lâu, được của cải thật, làm đầy dẫy các kho tàng. Có thể bước đầu của những người công bình và ngay thẳng này không giống như người gian ác. Bởi vì người gian ác có thể rất là giàu, vì do sự mưu mẹo của họ, họ trở nên giàu. Và người công bình lúc đó khó khăn, thiếu thốn đủ kiểu hết, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bền đổ trong đời sống công bình. Và đến một lúc Đức Chúa Trời đem của cải thật giao cho họ. Amen anh chị em. Cho nên là một người được Chúa chọn, đó là người biết kính sợ Đức Chúa Trời, đó là người tin Đức Chúa Trời, đó là người mà biết dạy người khác đi trong đường lối kính sợ Chúa, trong cái đời sống làm gương, cũng như sống trong đời sống ngay thẳng và công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi đang nói về hành vi của chúng ta bước đi theo Chúa. Nó không chỉ là địa vị. Bởi vì là địa vị, tôi và chị em là người công chính trước mặt Chúa rồi. Nhưng về hành vi, xin Chúa cho trái của sự công bình, kết quả của đời sống ngay thẳng càng hơn trong đời sống của tôi và chị em. Chúng ta cùng nhau đọc một câu thánh để kết thúc buổi bài học hôm nay. Roma đoạn 6 câu 22. Roma đoạn 6 câu 22. Xin ta cùng đọc. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Ở đây sứ đồ Phaolô nói anh em được buông tha hay được giải phóng khỏi tội lỗi rồi, thì anh em cần phải làm gì?
cần có một cái đời sống nên thánh là kết quả. Xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta là những người được Chúa chọn. Tôi khẳng định với chị em rằng Chúa không bao giờ chọn chúng ta mà lầm lẫn. Có thể anh chị em có thất bại, nhưng mãi mãi đừng bao giờ ở trong sự thất bại đó hoài. Hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy để Chúa ban ơn và sức dầu cho mỗi đời sống của tôi và chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh.